Điều ta thích nhất, đó là một điều rất giản dị. Ta muốn được gần em, được sống bên em, mà chẳng mơ ước gì thêm. Bởi cuộc đời đó có gì làm mãi mãi đâu. Ta dựng xây những tháng ngày êm ái, một cuộc đời, cuộc sống mãi có nhau, để quên đi tất cả những niềm đau của quá khứ. Hãy xóa đi những tháng ngày đơn lạnh, nổi lửa đi em, một mái ấm gia đình. Ta đang mơ hay là sự thật? Em đây rồi, đang chung sống cạnh ta. Hành trang ta mang theo tình yêu bất diệt, ngày trở về, ta mãi mãi có nhau. Đó là những câu thơ trong bài thơ Điều giản dị của tác giả Tôn Trang Huỳnh. Bài thơ này sẽ được trình bày qua giọng ngâm của nghệ sĩ Ngọc Sang. Ta vẫn thích một điều giản dị nhất, được gần em và được sống bên em. Hỡi em yêu, chẳng mơ ước gì thêm. Cuộc đời đó có gì là mãi mãi. Ta dựng xây những tháng ngày êm ái, một cuộc đời, cuộc sống mãi có nhau. Ta quên đi tất cả nỗi niềm đau của quá khứ, ta cho là ảo ảnh. Hãy xóa đi những tháng ngày đớn lạnh, nỗi lửa đi em, mái ấm gia đình. Ta biết rằng em chấp nhận hy sinh để tìm lại những gì em đã mất. Ta đang mơ hay đang là sự thật? Em đây rồi, đang chung sống cạnh ta. Phải nói rằng bao ngày tháng cách xa, em trăn trở xứ người anh đâu biết. Hành trang mang theo tình yêu bất diệt, ngày trở về ta mãi mãi có.